Xin kính chào quý vị đại biểu, các quý vị tham gia buổi hội thảo hôm nay. Thì hôm nay thay mặt cho VTI Group thì tôi xin chia sẻ một giải pháp nho nhỏ của VTI trong việc là tối ưu hiệu suất sản xuất thông qua các giải pháp tích hợp hệ điều hành sản xuất và hệ quản trị năng lượng. Để không mất thời gian của mọi người thì tôi sẽ xin phép đi rất nhanh để mọi người nắm được cái tổng quan. Thì vai trò của hiệu suất trong sản xuất, trong mục tiêu sản xuất xanh và bền vững thì như mọi người nhìn thấy ở đây thì về việc là cái vai trò lớn nhất là gì? Thì đấy là cái việc liên quan đến việc tối ưu, giảm thiểu tối đa cái lượng tài nguyên sử dụng bao gồm từ nguyên vật liệu, năng lượng, nước, vân vân. Và ngoài ra là phải tối ưu được cái bài toán chi phí sản xuất, tạo tiền đề cho cái việc cung cấp một cái sản phẩm có cái chi phí tối đa hợp lý và cái mức giá cạnh tranh nhất có thể. Và ngoài ra là tăng cường được cái năng suất lao động, giảm thời gian làm việc cần thiết cho mỗi sản phẩm hoặc cái đơn vị sản phẩm này. Thì đây chính là cái mục tiêu tối cao của cái việc là tăng cái hiệu suất trong sản xuất. Thế thì với cái bài toán như thế này thì doanh nghiệp chúng tôi đang gặp những cái vấn đề như thế nào khi mà cung cấp các cái giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp sản xuất? Thì cái vấn đề chính trong việc tối ưu hiệu suất sản xuất của doanh nghiệp mà đang gặp phải hiện nay ở Việt Nam nói riêng và thế giới thì cũng có một phần nói chung, thì đấy là cái việc là thiếu chính xác trong cái việc thu thập dữ liệu ở trong quy trình sản xuất. Thì cái việc dữ liệu thiếu chính xác này thì nó sẽ dẫn đến việc là không biết phải tối ưu hiệu suất như thế nào, làm thế nào để tối ưu, bởi vì dữ liệu là mạch máu chính và cái việc là có dữ liệu kịp thời chính xác thì nó sẽ giúp cho cái việc là phán đoán và đưa ra cái giải pháp nó chính xác. Và các doanh nghiệp thì đa phần ở Việt Nam là sử dụng các công cụ thu thập thủ công và dẫn đến là dữ liệu không được chia sẻ theo thời gian thực, thành ra là đưa ra giải pháp nhưng nó lại không mang lại cái hiệu quả như mong muốn. Cái thứ hai là thiếu cái tính tiêu chuẩn hóa trong quy trình sản xuất, thì không thể, nó khiến cho các doanh nghiệp là không có một cái quy trình sản xuất hiệu quả nhất quán mà áp dụng nhiều cái quy trình khác nhau vào, dẫn đến việc là không thể xác định được cái nguyên nhân cốt lõi của cái vấn đề gây ra ảnh hưởng đến hiệu suất sản xuất là gì và cản trở cái việc tối ưu hóa hiệu suất sản xuất của nhà máy, gây kéo theo cả việc lãng phí tài nguyên rồi gây ra việc là chu kỳ sản xuất bị kéo dài và tăng dẫn đến việc là tăng chi phí sản xuất. Và thêm một cái nữa là các cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật, thì các cái vấn đề này chủ yếu là liên quan đến các cái việc là bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị. Các cái sự cố về thiết bị máy móc và công cụ sản xuất thì doanh nghiệp không có cái hệ thống giám sát bảo trì bảo dưỡng hiệu quả, dẫn đến khi mà bị gián đoạn sản xuất thì gần như là cái việc lãng phí về nhân lực, nguyên vật liệu là nó đã xảy ra và không có biện pháp gì để có thể cứu vãn lại. Và cái cuối cùng đấy là cái việc là không chú trọng vào cái việc quản lý năng lượng, nhưng mọi người biết là năng lượng trong sản xuất nó cũng chính là mạch máu của mình. Thì cái việc mà phải có cái đồng hồ sinh học để theo dõi giám sát cái này là cái việc hết sức quan trọng. Tuy nhiên là cái việc này thì cũng không được áp dụng chặt chẽ trong các doanh nghiệp hiện nay. Hầu như là cái việc là lượng năng lượng tiêu thụ, điện năng tiêu thụ, nước tiêu thụ như thế nào thì chủ yếu là chỉ giám sát qua một số đồng hồ và thủ công mà không có cái cảnh báo hay là cái theo dõi chặt chẽ kịp thời và phát hiện được ở những chỗ nào là đang gây thất thoát lãng phí. Thì đây là bốn cái mà doanh nghiệp chúng tôi gặp phải khi mà tư vấn triển khai cho các doanh nghiệp sản xuất. Thì cái giải pháp mà nhằm mang lại cái giải quyết được cái bài toán tối ưu hiệu suất sản xuất cho nhà máy thì có cái giải pháp là như thế nào? Thì đối với cái giải pháp để giải quyết cái bài toán tối ưu hiệu suất sản xuất thì nó phải xuất phát ngay từ bốn cái yếu tố vừa rồi. Thì cái yếu tố quan trọng nhất là chúng ta cần phải có một cái quy trình sản xuất hiệu quả và tự động hóa tối đa. Cái này thì có thể kéo theo cái việc là phải đầu tư các cái hạ tầng về sản xuất rồi máy móc thiết bị hiện đại. Nhưng ngoài cái đấy ra ấy, thì có một cái yếu tố rất hết sức quan trọng, đấy là cái việc là ứng dụng được các cái giải pháp công nghệ để làm thế nào mà tổng hòa và đảm bảo được là có thể là giám sát tối đa và phát hiện cũng như là tinh chỉnh các cái quy trình công đoạn trong việc sản xuất. Thế thì đứng từ góc độ của các công ty cung cấp giải pháp công nghệ thì chúng tôi đã thấy là cái việc mà vận dụng và kết hợp tích hợp nhiều cái nền tảng quản lý sản xuất và quản lý nguồn lực vào với nhau thì sẽ mang lại cái hiệu quả
rất lớn cho doanh nghiệp. Thì do đó là cái phương pháp để mà triển khai và làm tối ưu hóa hiệu suất thì chúng tôi đề xuất là có thể sử dụng kết hợp đồng thời cùng một lúc cả phần quản trị nguồn lực doanh nghiệp, rồi hệ thống quản trị sản xuất và hệ thống quản lý năng lượng. Và tất cả các hệ thống này cần được tích hợp và giám sát chặt chẽ liên đới với nhau. Thì đứng từ quan điểm như vậy thì chúng tôi đề xuất là các doanh nghiệp nên sử dụng hệ thống MES kết hợp với hệ thống ERP như vừa rồi. Thì như mọi người đều biết thì ERP gần như là cái bộ não, đầu não của một doanh nghiệp, bởi vì nó quản lý toàn bộ nguồn lực cũng như là liên quan đến chi phí tài chính của doanh nghiệp. Mà tuy nhiên thì bên cạnh đấy thì MES cũng hết sức quan trọng, bởi vì MES gần như là trái tim điều hành và vận hành cái hệ thống sản xuất ở bên dưới, và nó giúp cho là cái bộ não có thể tiếp nhận được thông tin chính xác kịp thời và đưa ra được các cái quyết định chính xác. Thế thì MES đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tích hợp. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì hầu hết các doanh nghiệp sản xuất hiện nay thì hầu hết chỉ đang tập trung đầu tư vào hệ thống ERP. Thì cái này là cái thực trạng khá là rõ ràng ở Việt Nam, bởi vì mọi người chưa đánh giá cao cái tầm quan trọng của hệ thống MES. Thành ra là khi mà phải đầu tư vào chuyển đổi số thì hầu hết là mọi người chỉ đặt vấn đề là chúng ta còn một cái hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp và sản xuất thì thôi dùng hệ thống này để làm luôn. Nhưng mà tuy nhiên như thế thì nó lại vẫn dẫn đến cái việc là không thể nào biết được là hệ thống sản xuất ở bên dưới hiện giờ đang vận hành như thế nào, các cái công đoạn sản xuất, các cái phần nguyên vật liệu tiêu tốn ở trên hệ thống sản xuất thì được giám sát như thế nào là không có thông tin. Mà sau đó hệ thống ERP vẫn phải gánh cái trách nhiệm là đưa ra cái quyết định là với cái năng lực sản xuất như thế này thì kế hoạch như thế nào. Thì cái việc có kế hoạch nhưng không giám sát được thực tế thì nó đã gây ra cái việc là không thể tối ưu được hiệu suất sản xuất. Do đó là hệ thống sản xuất MES là một cái bài toán hết sức quan trọng trong cái việc là làm thế nào mà có thể mang lại cái hiệu suất sản xuất tốt nhất cho các doanh nghiệp sản xuất. Thì như các anh chị nhìn ở đây thì với một hệ thống sản xuất MES thì ít nhất nó phải đáp ứng được tất cả các cái yếu tố sau. Thứ nhất là yếu tố có mang lại đầu tiên là cái việc là phải quản lý được cái quy trình sản xuất ở dưới nhà máy. Thì nó sẽ bao hàm những cái gì? Thứ nhất là nó phải quản lý được nguồn lực, và nó phải đảm bảo được cái nguồn lực phân bổ trên các công đoạn, phân bổ trên các khu vực sản xuất là được tinh chỉnh và được tối ưu nhất có thể. Nguồn lực thì bao gồm cả con người, máy móc, thiết bị, chứ không chỉ đơn thuần là nhân lực. Ngoài ra là nó phải có cái chức năng là giám sát được cái kế hoạch sản xuất so với cái thực tiễn sản xuất. Và tất cả cái việc giám sát này nó phải đảm bảo được là giám sát trên từng công đoạn, từ nguyên vật liệu đầu vào của từng công đoạn như thế nào, thành phẩm bán thành phẩm ở đầu ra của mỗi công đoạn là ra sao, đồng thời là chất lượng ở trên từng công đoạn là có được đáp ứng đúng yêu cầu, đúng chức năng đặt ra hay không. Và các hệ thống MES phải đảm bảo được cái việc là đưa ra được cái báo cáo phân tích hiệu suất về sản xuất, bao gồm cả báo cáo về tổng thể hoạt động thiết bị, báo cáo về nguồn lực và báo cáo về nguyên vật liệu sử dụng trên từng công đoạn. Và ngoài ra thì MES phải đảm bảo được một việc nữa là có phần kiểm soát được cái quy trình thống kê và đưa ra được các cái bảng biểu thống kê báo cáo về tình trạng sản xuất trên từng công đoạn. Và nó phải được thể hiện qua các cái biểu đồ trực quan để có thể cho người cho giám đốc sản xuất có thể nắm được là hiện giờ chất lượng sản xuất trên từng công đoạn là như thế nào và số lượng thành phẩm đầu vào đầu ra là như thế nào. Và cái phần quản lý chất lượng sản phẩm thì MES cũng phải cung cấp cái hệ thống có thể giúp cho cái việc là quản lý quy cách sản phẩm, quản lý được truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thì tất cả các hệ thống MES phải đảm bảo được cái hệ thống là khi có một thành phẩm có vấn đề thì phải truy xuất ra được là cái phả hệ của thành phẩm đấy là được cấu thành từ các cái bán thành phẩm nào, từ cái dòng nguyên vật liệu đầu vào nào. Thì cái việc quản lý truy xuất nguồn gốc là hết sức quan trọng đối với hệ thống MES. Và tất cả các cái dữ liệu này phải được theo dõi và báo cáo theo thời gian thực. Đồng thời MES phải cung cấp một cái nền tảng để cho phép là tích hợp các cái quy trình vào với nhau, và đồng thời là tích hợp được các cái tầng vào với nhau, ví dụ là tầng thiết bị máy móc ở bên dưới với tầng ERP ở bên trên của doanh nghiệp. Thì mặc dù mọi người đều nhìn thấy là MES mang lại cái hiệu quả hết sức là to lớn, và tuy nhiên
cái thực trạng hiện nay áp dụng MES tại Việt Nam thì đang gặp phải một số cái rào cản cũng như là một số khó khăn như sau. Thì cái việc như vừa rồi trình bày thì như mọi người nhìn ở đây thì là một cái mô hình 4 tầng để mô tả một cái tháp gọi là quản lý ở trong sản xuất. Thì ở cấp độ 1 là ở dưới nhà máy là giám sát điều khiển các cái thiết bị, và cấp 2 là các cái hệ thống điều khiển giám sát như SCADA, DCS, và cái cấp số 3 là chính là nơi MES tồn tại là hệ thống điều hành sản xuất, và cái cấp cuối cùng là phần ERP là cấp 4 ở trên tầng quản lý. Thì khó khăn của cái việc thực trạng áp dụng MES ở Việt Nam thì ngoại trừ các doanh nghiệp là không có MES thì không nói làm gì, nhưng mà tuy nhiên các cái doanh nghiệp áp dụng MES vào thì hiện giờ cũng đang gặp một số cái khó khăn lớn. Thì cái khó khăn đầu tiên đấy là cái việc là tích hợp với các cái hệ thống hiện tại của doanh nghiệp. Thì đa phần các doanh nghiệp ở Việt Nam chúng ta thì triển khai khá nhiều cái hệ thống MES của quốc tế. Tuy nhiên các cái hệ thống này thì nó lại là tuân thủ theo các cái chuẩn, các cái quy định đồng bộ của các cái quốc gia khác. Thành ra là khi đưa vào Việt Nam thì cái việc mà tích hợp vào cái hệ thống sẵn có, ví dụ hệ thống quản trị nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp, thì cái việc đấu nối là rất khó khăn. Thế thành ra là vai trò của MES nó không được vận dụng cũng như là đưa ra được cái hiệu quả tối đa. Cái thứ hai là đấy là khả năng tùy chỉnh theo từng lĩnh vực sản xuất thì cũng bị hạn chế rất lớn. Thì mỗi ngành nghề thì đều có cái quy trình sản xuất cũng như là các cái yêu cầu riêng biệt, thì đòi hỏi cái hệ thống MES phải có khả năng linh hoạt và tùy chỉnh cao để phù hợp với từng lĩnh vực này. Mà tuy nhiên thì các cái hệ thống MES của quốc tế thì cái việc mà điều chỉnh hay là customize là cũng cần phải đòi hỏi rất nhiều chi phí về mặt thời gian cũng như là công sức. Thế thì đây là những cái khó khăn hiện tại trong cái việc là áp dụng MES ở Việt Nam. Vậy thì với cái giải pháp, chúng ta có cái giải pháp gì để có thể đưa ra được cái việc là MES có thể mang lại cái hiệu quả tối đa và với cái chi phí tốt nhất? Thì cái tiêu chí, doanh nghiệp chúng tôi có đưa ra một cái tiêu chí lựa chọn cho một cái hệ thống MES để có thể giải quyết được các cái vướng mắc này. Thì tiêu chí lựa chọn cho một cái hệ thống điều hành sản xuất MES phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam thì gói gọn trong 5 cái tiêu chí dưới đây mà chúng tôi qua quá trình triển khai đánh giá thì thấy là nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt. Cái tiêu chí đầu tiên là hệ thống MES mà phù hợp với doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp ở Việt Nam phải nên có cái chức năng là có khả năng hỗ trợ lập cái kế hoạch tổng thể ngay cả khi chưa có hệ thống ERP. Thì cái này đóng vai trò hết sức quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì thông thường ERP là nơi chúng ta sẽ hoạch định cái kế hoạch sản xuất của chúng ta như thế nào, là nơi chúng ta đưa cái kế hoạch đấy xuống. Thế thì khi ngay cả khi doanh nghiệp không có ERP đi chăng nữa thì cái chức năng lập kế hoạch sản xuất là chức năng hết sức quan trọng. Cho nên đối với một hệ thống MES mà phù hợp với doanh nghiệp ở Việt Nam thì nên có tính năng là hỗ trợ lập cái kế hoạch tổng thể này, từ việc gọi khai báo các định mức về nguyên vật liệu, thiết lập về BOM sản xuất và lập kế hoạch và hỗ trợ điều độ sản xuất. Thì cái tính năng này là tính năng hết sức quan trọng cho một hệ thống MES mà phù hợp với doanh nghiệp của chúng ta. Thứ hai là cái khả năng tích hợp là phải không bị giới hạn. Thì cái rào cản lớn mà chúng ta vừa nói lúc nãy là cái việc các hệ thống MES của nước ngoài khi tích hợp vào hệ thống của Việt Nam gặp khó khăn là gì? Bởi vì họ tuân thủ theo các cái tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên về Việt Nam thì có rất nhiều hệ thống ERP là tự nội bộ doanh nghiệp phát triển. Thành ra là khi kết nối thì cái khả năng tích hợp nó rất là khó khăn. Thì đối với các doanh nghiệp mà cung cấp MES thì phải nên cung cấp cái khả năng tích hợp không giới hạn. Tóm lại là các cái hệ thống hiện tại của doanh nghiệp chúng ta như thế nào thì đều cần phải có một số cái phương thức để có thể kết nối, trao đổi dữ liệu và giám sát toàn bộ dữ liệu này. Tiếp nữa là cái khả năng tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu đặc thù lĩnh vực sản xuất của từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhựa thì sẽ yêu cầu như thế nào? Doanh nghiệp sản xuất thép thì yêu cầu như thế nào? Thì cái hệ thống MES cần phải có các cái profile liên quan đến việc là hỗ trợ tùy chỉnh, điều chỉnh theo từng đặc thù sản xuất. Tiếp nữa là hệ thống cần phải hỗ trợ đa ngôn ngữ và có thể hỗ trợ cái UI UX tối giản cho người dùng. Bởi vì như các anh chị và quý vị cũng biết là mặt bằng nhân lực ở Việt Nam của chúng ta ở dưới khu vực sản xuất là không phải là cao. Cho nên là đối với các cái hệ thống phức tạp đòi hỏi nhiều thông tin, nhiều cấp độ thông tin thì cái việc sử dụng nó rất là khó khăn. Cho nên là hệ thống MES mà vận dụng ở Việt Nam thì cần phải đảm bảo là cái UI của nó phải là tối giản nhất có thể để giúp cho một cái người có mức gọi là hiểu biết trung bình về IT cũng có thể sử dụng được. Thì đây là cái yếu tố hết sức quan trọng. Và cái cuối cùng đấy là cái việc là phải đa dạng hóa được hình thức triển khai. Hệ thống MES thì không nhất thiết là
có thể triển khai đa dạng trên nhiều nền tảng khác nhau. Thì với cái 5 cái tiêu chí này thì sẽ đảm bảo được là cái hệ thống MES khi đưa vào có thể tích hợp dễ dàng và sử dụng được dễ dàng trong các cái doanh nghiệp của chúng ta. Và hiện nay thì các cái hệ thống MES mà phù hợp và đáp ứng được các cái tiêu chí trên thì tối thiểu như các anh chị và quý vị nhìn vào cái biểu đồ bên này thì cái hệ thống MES nó phải đảm bảo được ngay cái việc là giám sát và quản trị được toàn bộ cái việc sản xuất, quản lý sản xuất từ lúc có đơn đặt hàng lên kế hoạch sản xuất cho đến lúc chúng ta ra được thành phẩm để xuất kho và đưa đến cho khách hàng. Thì một hệ thống MES cần phải đảm bảo là bao phủ tối đa tất cả các cái quy trình sản xuất ở dưới nhà máy của doanh nghiệp và quản lý. Như các anh chị nhìn đây thì hiện ở các cái hệ thống MES hàng đầu của quốc tế như là Oracle MES hay là SAP MES hay là của Dassault, Aprico chẳng hạn thì họ đều đã phát triển và cung cấp các cái giải pháp tối đa như thế này. Thì các cái hệ thống MES còn lại của nội địa của chúng ta, ví dụ như giải pháp của công ty chúng tôi thì cũng phải đặt cái tiêu chí như vậy và phải đảm bảo được đúng như cái tiêu chí đặt ra là tất cả cái quy trình sản xuất, thực hiện sản xuất, thực thi sản xuất nó phải được giám sát và quản trị tối đa. Và công nghệ thì như vừa rồi có nói với các anh chị là cái việc tích hợp là hết sức quan trọng. Thì các hệ thống MES cần phải cung cấp các cái nền tảng để có thể tích hợp dễ dàng vào tất cả các cái hệ thống quản trị cũng như là hệ thống điều hành quản lý thiết bị hiện tại của các cái doanh nghiệp sản xuất. Thì phải ứng dụng, thì chúng ta cần phải ứng dụng rất nhiều các cái công nghệ hiện nay, ví dụ như là có thể kết hợp với robot hay là có các cái điều khiển đấu nối với các cái thiết bị ở dưới sản xuất của chúng ta. Và như các quý vị và anh chị cũng biết thì hiện giờ là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào trong các cái giải pháp là việc hết sức quan trọng. Thì một hệ thống MES cũng cần phải có cái tầng để cho phép là chúng ta có thể kết nối dễ dàng và đưa các cái giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo vào, ví dụ như là các cái giải pháp như là OCR dùng để đọc và đọc các cái thông tin tài liệu tự động, rồi các cái hệ thống liên quan đến việc là kiểm tra ngoại quan tự động sử dụng computer vision hay là vision inspection, và có các hệ thống bảo dưỡng, bảo trì bảo dưỡng, dự đoán bảo trì bảo dưỡng chủ động, và các hệ thống dự đoán đưa ra dự đoán về việc tiêu thụ nguyên vật liệu. Thì đây là một số các cái tính năng cũng như là các cái phần công nghệ mà các hệ thống MES cần phải vận dụng để đưa vào linh hoạt trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp cũng như là kết nối và điều hành sản xuất. Và có một yếu tố hết sức quan trọng nữa, đấy là một hệ thống tích hợp điều hành sản xuất phải nhất định phải có cái việc là tích hợp thêm các cái hệ thống liên quan đến các cái giải pháp quản trị năng lượng. Thì như các anh chị nhìn thấy ở đây thì là một hệ thống MES hoàn chỉnh thì chắc chắn là sẽ phải kết nối với một hệ thống điều khiển máy móc ở dưới rồi. Tuy nhiên là bên cạnh đấy thì ngoài các cái hệ thống SCADA này thì chúng ta cần phải tích hợp thêm các cái giải pháp quản trị năng lượng SCADA EMS. Thì ở đây thì một hệ thống quản trị năng lượng sẽ giúp chúng ta tối ưu hóa được cái nguồn năng lượng, cái nguồn chi phí thực hiện trong sản xuất. Ví dụ như là quản lý năng lượng về điện và nước. Và hệ thống này nó cũng sẽ đưa ra những cái giám sát, cảnh báo giúp cho chúng ta biết được là cái lượng điện năng hay là lượng năng lượng tiêu thụ hiện giờ có đạt quy chuẩn hay không. Và ngoài ra nó cũng hỗ trợ cái việc quản lý môi trường liên quan đến oxy, rồi nhiệt độ, rồi lượng phát thải carbon. Và nó có giúp cho chúng ta quản lý tất cả các thiết bị đấu nối vào hệ thống quản trị thiết bị ở bên dưới. Và ngoài ra có thể hỗ trợ thêm những cái việc liên quan đến quản lý an ninh, rồi quản lý kiểm soát truy cập. Thì như các anh chị nhìn ở đây thì một hệ thống quản lý năng lượng sẽ giúp chúng ta nhìn được rõ ràng là hiện giờ các cái công đoạn sản xuất của chúng ta, các cái máy móc thiết bị của chúng ta thì năng lượng đang được sử dụng như thế nào. Và cái việc giám sát năng lượng sẽ được thể hiện rõ ràng qua các biểu đồ trực quan ở phía dưới để giúp các anh chị biết được là hiện giờ năng lượng sử dụng của chúng ta ra sao,
lượng điện của chúng ta nó có gì bất thường hay không. Và khi có một cảnh báo bất thường xảy ra thì ngay lập tức sẽ thông báo cho người quản trị để giúp cho người quản trị có thể đưa ra cái quyết định kịp thời và có thể sửa chữa ngay được cái vấn đề xảy ra nhanh chóng nhất có thể. Ví dụ đây là một cái biểu đồ quạt để chỉ ra là hiện giờ là doanh nghiệp của chúng ta đang sử dụng lượng năng lượng như thế nào. Chỉ cần nhìn vào đây là chúng ta có thể biết ngay được là khu vực nào, vị trí nào là đang sử dụng nhiều năng lượng nhất và cái năng lượng đấy là có đúng cái quy chuẩn đặt ra hay không. Và đây là phần liên quan đến việc là quản lý cái lượng phát thải. Thì hệ thống của chúng ta là hoàn toàn có thể giúp cho doanh nghiệp biết được là hiện giờ lượng CO2 sử dụng, lượng CO2 phát thải ra môi trường như thế nào. Và cái lượng này nó sẽ ảnh hưởng gì đến chi phí, đến giá thành của sản phẩm của chúng ta. Thì như quý vị cũng biết là Liên minh châu Âu là sắp ra cái quy định cho một số ngành, ví dụ như ngành thép là bắt buộc phải đảm bảo cái tiêu chí liên quan đến phát thải. Bởi vì tất cả nếu mà sản phẩm mà không đạt tiêu chí đấy thì sẽ bị đánh một cái mức thuế khác. Cho nên là việc tích hợp cái việc giải pháp quản trị năng lượng là hết sức quan trọng trong một hệ thống điều hành sản xuất mà có thể mang lại cái hiệu suất sản xuất tối đa nhất có thể. Vâng, và cuối cùng thì để đảm bảo một cái nền sản xuất xanh bền vững và giúp cho chúng ta tối ưu hóa được cái hiệu năng trong việc sản xuất thì không thể nào chúng ta có thể tích hợp từng giải pháp độc lập riêng lẻ mà chúng ta cần phải có một cái nhìn tổng quát và phải nắm được là chúng ta cần những cái gì là quan trọng và điểm nào là điểm chúng ta cần phải cải thiện. Thì rất hy vọng là qua cái chia sẻ của doanh nghiệp chúng tôi thì các anh chị sẽ có một cái nhìn tổng quan cũng như là cái nhìn đa chiều về việc là làm thế nào để vận dụng và đưa các cái giải pháp công nghệ thông tin vào trong sản xuất và chuyển đổi số. Xin cảm ơn.